Quảng Quyền. Hồi nãy quên. Hai cái to luôn. Ngon không? Ngon. Nó cái to mà thấy không đau xương anh. Anh chiên cho anh chiên vừa 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 đủ á. Xương. Dính cây chắc. Đường nhà đông xương luôn. Cá nhỏ ăn ngon hơn anh. Ăn lẹ hai anh em ra câu tiếp à. Tí anh có câu khoai lang không? Lấy khoai lang pha câu luôn. Lấy con cá nhỏ đi chưa? Đi lấy khoai lang đánh luôn. Em thấy ăn mà. Khoai lang bắt cái phi bự khoái. Có khoai lang luôn. Giống như anh chơi tanh thơm ha. Cắm bữa cái mồi mà cắm bữa cám pha khoai lang á. Ăn pha khoai lang đánh luôn. Ngon á. Khoai cám luôn. Quá tuyệt vời quý vị. Anh lấy khoai lang khoai cám á. Thôi sao? Câu yên muốn pha cám gì? Câu yên chứ. Tí lấy ông thôi. Pha. Vẫn nợ ra cái đó chứ. Nó biết cá cái nào ăn mạnh ăn nhẹ ăn yếu. Nãy em cậu ăn mà con làm ăn cái ăn gì đúng không? Ngon. Lần đầu tiên thấy ăn cá chiên mà thấy ngon vậy á. Trên hai con nhóc cũng là biến làm mượn lâu hai nhóc luộc sơ lên chấm ăn. Cái đâu nhóc mà chấm này ăn ngon không biến bờ ghe hái thấy hái không cá động chạy. Biến hái ngon tuyệt vời là biết quá dữ. Phải kêu ăn mắm nhỉ. Còn gì bằng. Anh em cố gắng câu hết khoai lang rồi nghỉ. Lang đâu đuổi lâu được, đuổi lâu nó không ngon. Qua ngày được chứ đuổi lâu quá. Mà con lan thấy vậy nó lâu hư không anh? Nó chỉ chua thôi đúng không? Đúng không? Hồi ăn chua vẫn hay nữa. Có bự khoái ăn tại nó bánh nó chơi màu chua. Nó không nhạy bằng màu thơm. Không nhạy bằng hả? Vẫn nói vậy đó. Chua tanh thơm là anh quất là cá là không ăn hết. Phải chua tự nhiên rồi. Thôi nè. Hả? Trà lắm. À, cơ mà uống chè vậy thuốc hay gì uống bèn mà có viên cung sắt nữa ngon anh ha. Mà uống đây nữa đã không không à đó. Uống mà sắt nữa bốn phi nữa.
ngon, này bao cao mà cái này ăn 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 nhiều ngán không ta? Ngán cái này nè, chiên á, nó cá hả? Ừ, chiên nhiều ngán không? Ừ. Có nấu lẩu hay gì ăn thì đỡ ngán ha. Ừ. Phải cá bự thôi vậy là ok. Ừ, cá này ngon. À còn cái to em qua đưa lên. Ừ. Gần như thấy cái to luôn đó. Từ chụp hình luôn. Ừ. Anh ăn cái to đi. Ăn được nhiêu ăn rồi chiều ăn tiếp đi đó, để lại cá chiên. Ừ. Mà này chưa đói ăn nữa, không đói chừng nữa. Nó hai cái rưỡi rồi đó, thầy gạo dẻo là nó không có đá con cầm cái hai mặn đó. Ừ, gạo ngon hơn em. Ừ. Em ăn gạo mười mấy à, gạo 20.000 ký. Ừ. Em có gạo 300 mấy á, 10 ký. Ừ. Là mua lấy bao à, ngồi dẻo không à, ngồi ăn cái nào nở. Ừ. Đồ nở mà hai chén này, hai chén rưỡi này đầy rồi luôn. Ai gạo nở hả? Ừ. À đây. Để con ăn. Cậu dẻo mềm cơm với ăn. Ừ. Còn cơm này mình để ăn hết chịu, chẳng còn mềm, còn gạo kia nở để ăn nó ngắt cũng được. Làm con nó no. Ừ. Lắm rồi. Còn trưa nay nó anh em hai con đó. Ừ, chiều má. Ừ. Con cá nhỏ mình thấy mình câu mình chê mình tính nó ăn ngon anh. Ừ. À, giật mình có chịu mà ngon. Ngon. Ủa cái này anh bỏ tương ớt nữa hả? Ừ. Ngớt tỏi đâm ra nhuyễn ra. Ừ. Cái gì nữa không? Chút ngọt chút đường. À chút ngọt chút đường. Cái bèo của anh phải 5 triệu mới ok ấy anh. Ừ. Mà làm 2 triệu thôi thôi. 5 triệu khi không ok nữa. 5 triệu nữa lót vàng đàng hoàng, nó tới mua vàng nó lót đàng hoàng nó chủ yếu cái sắt ở dưới á. Ừ. Phun bên dưới cái anh đợ mua hai sắt 5 vuông thôi, hai cây không bên này, hai cây đây, hai cây để cái giữa nè, để cho cái này nè, để cho phải này nè, dài lên trước luôn. Ở đây hiện tại mình có mấy cây? 4 cây dưới tre là kia nọ hơn chục cây. À, hiện tại mình có 40 sát hả? Đây một cây, đây một cây. Dạ, làm sao đó là có 4 cây à? Ừ. 4 cây thì yếu rồi. Nó lẹ ra một tí thôi. Ừ, chứ mà làm tiền lắm, ngày 1 triệu mấy 2 triệu không chứ có. Ừ. Tiền đâu ha, không của đó đứa. À không đứa cơm nè, tiền nhà chảnh hả? Không không. Ừ. Đứa nữa nè. Ừ. Giờ không đứa nữa hả? Thôi rồi nè, sao không đứa nữa? Đứa không có, anh thấy người ta lưới có mà, chắc ta biết lưới hả? Lưới cơm dễ đếm lắm. Ừ. Người ta dân 30 tay lưới mà ngày có 10 mấy ký, mình dân có 10 mấy tay ngày được mấy ký. À ít quá, không đủ cho 2 trọng. Ừ đúng rồi, dân người lưới. Dạ. Phải lập năng ăn người. Chứ dân bữa 1 triệu 1 triệu mấy không. À. Ngày nào cũng vậy, dân lưới ngày 1 triệu 1 triệu mấy không. Được trước ăn câu ăn lưới cái nào ngon anh, cái nào cũng ngon hả? Ừ. Lưới cũng ngon mà câu cũng ngon.
lưới câu là cái gì, cái người gì, khác cái gì nhiều tiền nhất, cao cái gì bán ngon á, chạch mà lâu dân rồi nó. Đúng. À, chỉ có câu thôi, dân câu thì dân câu á, lưới đâu bằng nữa ai thôi. Ừ. Không một đó. Ừ. Vậy nói mà cho nó ăn âm giác tập cho đi, ăn là mình không có phí phạm. Để anh dẹp giùm em nha. Bình ắc quy chạy năng lượng mặt trời quý vị. Dạy quạt mà. Bình này mình lớn không chở lấy qua nói chụp lấy cho bình nhỏ. Bình này bình 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 nhỏ. Mà còn kéo được cái quạt quý vị. Tấm này của anh nó mua như 5 triệu phải không? Tấm pin 5 triệu quý vị. Bình nữa. Đó, nó qua cái bộ gì nữa nè, cái bộ inverter gì nè. Áp điện vậy đó. Hôm qua cái này nữa mới xài nó mới ok chứ gì. À, tắt rồi. Đó, 5 triệu. Cái này là họ kiểu họ ở trên mấy cái vùng mà nước nổi vậy. Họ gấp cái này tiện hơn. Kéo điện nguy hiểm nữa, hiểm lắm quý vị. Rồi, bây giờ xin phép quý vị Thành đã câu tiếp nha. Báo cá anh em ơi, câu Hồ Giang anh em ơi, cá nhỏ không à, đường con bự à, nói chung tổng cộng khoảng 3 kg hơn quý vị, cũng chiên ăn hết mớ rồi, được 3 kg hơn, được con này bự quý vị, được con này to. To mà với miệng nó bị sóc lưỡi hay gì á. Cá tùm lum tà la quý vị, đủ loại 3 kg. Mùa này cá nhỏ quý vị, câu đỡ buồn với là cá ở đây, ở đây ở đó ngon quý vị. Nè, gần hơn 3 kg là lập thịt hết mớ ăn rồi. Hơn 3 kg. Rồi, báo cá cho quý vị xem ha.